Rồi chào các anh chị em Bu Nợ, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị tự lắp đặt một cái khung huy chương dự án thể thao giống như này. Thì sản phẩm mình đã cập nhật trong giá hàng rồi, anh em xem hướng dẫn rồi quay lại giá hàng để ủng hộ xuống với mình ha. Thì mình lật mặt sau lại, nhớ là lót cái tấm gì ở dưới để nó không bị trầy khung ha. Rồi mình tháo mấy cái khuy đen này ra, tháo tấm ván ra, nó có một lớp giấy phía sau nè, lấy ra luôn. Trong này nó có một cái lót, một lớp khung nữa, anh em lấy ra luôn ha. Và lấy cái tấm bìa này ra, đỡ cái tấm mica lại ha, không cần phải lấy tấm mica ra đâu. Xung quanh khu vực này nó sẽ có băng keo ha, mình sẽ dán cái mã BB mã số này vào khu vực này, và cái dưới này là cái hình. Thì cái hình bên mình sẽ có củ đứng và củ ngang ha. Anh em mình có thể chọn cái hình nào thì có thể clip vào giá hàng nó có đầy đủ ha. Rồi tiếp theo anh em lột hết cái băng keo hai mặt này ra. Rồi, dán cái mã BB vào trên này. Nhớ chưa điều ra nha anh em. Còn cái hình ở dưới này là 13-18, bên mình rửa miễn phí cho cả nhà mình ha. Rồi tiếp theo. Anh em lấy cái bìa đen này nè, anh em đỡ thử vào. Rồi anh em bắt đầu dán cái logo vào. Để bằng nhau ha. Nó là cái thước 40-40, anh em cứ đỡ bằng cái tấm bìa ở dưới. Để mình ướm cái huy chương vào này. Rồi cái sản phẩm mua về thì nó sẽ có mấy cái miếng dán như thế này ha. Anh em tiến hành dán cái miếng băng keo vào đây. Rồi sau khi mà ta lột băng keo ra rồi thì ta ướm vào đây, ta chia đều cái vòng tròn này ha. Nhớ là cái miếng giấy ở trên này nó sẽ bằng miếng giấy ở dưới nha anh em. Để mình chia cho nó khi mà đưa vô thì nó sẽ đều ha. Để nó bằng nhau á. Cái thước miếng giấy ở trên và miếng giấy ở dưới là 40-40 này đấy. Mình phải đỡ nó bằng nhau khi mà đỡ mình ướm vô cái huy chương này vô nó mới cân xứng được. Rồi tiếp theo anh em lấy cái này ra. Anh em xả cái này lên, xả cái dây huy chương này lên. Anh em mà chia tỷ lệ cái dây huy chương ở trong cái phạm vi này nè. Ha, đừng có láo qua hoặc đừng nó bị trùng quá ha. Nó cứ thẳng lên như thế này là nó sẽ đẹp. Anh em có thể cố định cái sau này lại bằng băng keo ha. Giật ra phía sau thì phải kéo cho nó căng lại nha anh em. Đỡ cái sợi dây mình nó thẳng và nó mới đẹp được. Rồi bây giờ mình sẽ đưa vào khung anh em. Cái tấm này ha, cái tấm này bỏ vào trước. Rồi tiếp theo là cái một cái khung 40-40 lột lòng. Đó, anh em lật lại ha. Và cho vào. Rồi tiếp theo anh em bỏ cái huy chương này vào. Rồi tiếp theo nữa anh em bỏ tấm ván hậu phía sau này vào nữa là xong. Bắt đầu gài mấy cái huy đen lúc đầu lại ha. Rất là đơn giản, anh em có thể mua về và tự lắp đặt.